làng Trí, thôn 3, xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà. Anh Thăng là người đồng bào dân tộc thiểu số Hà Re và anh bị suy thận, đang chạy thận thứ 3 và thứ 7 ở bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Anh Thăng, cái tay của anh là chạy thận chỗ nào đâu? À rồi. Gia đình của anh Thăng thì đặc biệt khó khăn. Cái nhà nhỏ xíu như thế này thôi nhưng mà anh nơi ở của 8 người. Đó, chỉ có một cái giường ngủ duy nhất. Còn lại là ngủ giường xếp thôi, là ngủ dưới đất. Đây là cái gian nhà bếp của nhà anh Thăng. Chị vợ anh Thăng đang chuẩn bị bữa trưa. Cơm trưa chỉ có rau lăn rồi. Hả? À đây. À đây là cá chuồng muối đây mọi người. Đó, ăn như thế này để cho nó tiết kiệm thôi. Tại vì ở đây núi thì không có điều kiện. Này đi. À anh Thăng là anh ăn muối hạn chế cho nên không ăn cá chuồng. Cá chuồng là chỉ cho mấy con với lại chị vợ thôi. Còn anh Thăng không đâu. Đây là cái căn nhà bếp đây các bạn. Nhìn nó rất là cổ sở, căn nhà có xíu xiêu. Đó. Do là không có chỗ ngủ cho nên là anh Thăng ảnh nhờ anh em ở xuống làm cho ảnh một cái sạp. Nói chung là gọi là cái chòi lá đó. Đây. Để tối anh ra để anh ngủ, che bạc lên và ngủ. Này dùng mà tre để mà làm cái sàn. Nhà có 8 người cho nên là không có chỗ ngủ cho nên là tối anh Thăng nó ra đây ngủ. Đó. Anh Thăng ảnh nói là chạy thận thì có hôm là mang theo có 20.000 để đổ xăng thôi, không có tiền ăn cơm. Có hôm là đem cơm xuống thì thiêu mất, ăn không được. Cho nên là rất là đói bụng. Và nhờ bác sĩ Hiếu, bác sĩ Bích có hôm thì cho hộp sữa cho nên là đỡ đói. Gia đình thì bây giờ hiện giờ là có 3 em đang đi học thôi, 5 em, 3 em nghỉ rồi, còn 3 em đi học, 1 em học lớp 8, 1 em học lớp 4. Đó, bữa cơm gia đình chỉ có cơm, rau thôi. Mọi người giúp đỡ cho hoàn cảnh của anh Đinh Thăng thì thông qua cái chuyên mục Kết nối những tấm lòng số 522 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi.